Xin chào các bác nhé. Sau một buổi sáng ngồi nghiên cứu con này thì em đã gọi là nắm được hết tất cả các chức năng của nó. Tại vì cách chỉnh của nó thì còn dễ hơn là chỉnh một con vang số bác nhé. Cách chỉnh của con này dễ hơn là chỉnh một con vang số. Đấy, nó có hai đường effect riêng biệt. Như các bác nhìn thấy trên màn hình đây là cái số 1 em đang để reverb và cái số 2 em đang để delay, đó nghĩa là echo ấy. À đây em đang tắt hết echo đi để em nói tiếng gì vợt không thì nghe cho nó hay các bác nhé. Cách chỉnh rất là dễ thôi. Các bác có thể xem qua rất nhiều các anh em khác hướng dẫn. Và đây thì một sáng em ngồi một tiếng đồng hồ để em đã chỉnh khai thác hết tất cả chức năng của nó rồi. Và bây giờ sau khi gửi hàng cho các bác thì em test cho các bác một vài chế độ. Ngoài cái chế độ 5 cái chế độ em test sẵn ra thì các bác còn 200 cái chế độ của nhà sản xuất đấy, các bác có thể tìm những cái cấu hình nó phù hợp gần giống với lại cái nhu cầu của các bác ấy, xong các bác có thể chỉnh thêm vào đấy nhá. Và ba cái nút này vào, ba cái nút đầu vào này rất là dễ sử dụng thôi. Cái input level này thì các bác lưu ý là vặn nó vừa phải nhé, kết hợp với lại mixer nó vừa phải để nó không bao giờ nó bị quá cái ngưỡng báo clip của nó các bác nhé. Đấy, nó cứ từ cái số 3 đổ xuống kìa, từ số 3 đổ xuống thì rất là tuyệt vời luôn. Cái gì thế mình mà cho quá công suất của nó thì nó sẽ bị quá tải clip. Cái mic, nút mic ở giữa này là cái nút mic trộn giữa cái tiếng mic khô của mình và tiếng effect các bác nhé. Đấy thì các bác nên để 50-50 để ở giữa. Còn cái núm ba lăng này nó là cái núm cắt ba lăng, chỉnh ba lăng giữa cái cây effect 1 và effect 2 các bạn. Nó giống như kiểu là mình cho ba lăng của loa đấy. Khi mà cho hết về bên 1 này thì cái bên 2 kia nó sẽ không còn tác dụng nữa. Mục đích của nó là để mình trộn giữa cái effect 1 với effect 2 mình cài các bác nhé. Đối với con này có hai effect riêng biệt nên các bác có thể cài nó đa dạng. Cài hai chế độ echo với nhau cũng được, cài hai chế độ reverb với nhau cũng được. Nhưng mà thông thường hát thì sẽ để cài echo cùng với reverb thì nghe nó sẽ mượt hơn. Như trước mắt các bác nhìn đây là em đang để hết về cái phía bên effect số 1, có nghĩa là một đây là nó là reverb đây. Thì các bác không nghe được tiếng echo nữa nhé. Đấy, bây giờ em thử quay sang số 2 thì nó sẽ trở thành tiếng echo luôn. Đấy, em quay sang số 2 này. Đấy, khi mà em bật số 2 này, xem này em đẩy cái cần fader ở cái mixer lên. Đấy, cái mixer này em đang để cách nhau một cái ra để cho nó nhìn nó dễ phân biệt. Cái bên kia là cái đang để là cái gì vật đấy các bác nhé. Giờ em đẩy cái echo nó lên. Cái echo bây giờ em để chỗ này. Đấy, em đẩy cái echo lên phát là nó có delay ngay. 1 2 3 4 5 5 5 5. Đối với con này thì nó cho các bác pha trộn giữa echo và reverb rất là dễ, và sẽ có hai cách để pha trộn. Thứ nhất là các bác có thể để pha trộn ở trên đây luôn. Tổng ở trên này bây giờ đang là 50-50. Đấy, hiện tại bây giờ đang là 50-50 echo và reverb. Và sau khi chỉnh ở đây rồi, các bác có thể pha luôn ở dưới bàn mixer được. Đấy. Ca sĩ hát và cảm thấy nhiều tiếng echo quá, các bác kéo cái phần echo này xuống. Đấy thì bây giờ là sẽ là tiếng nghe nó rất là ngọt các bác này. Tiếng gì vật thì cho đậm lên, còn mình pha thêm một chút echo nữa thôi thì hát nghe nó rất là mềm. Ê, 1, 2. Đấy, con này cực kỳ dễ chỉnh các bác nhá. Trong cái tầm giá này thì nó gọi là không có đối thủ rồi. Rất là nhiều chế độ cho các bác chọn, rất là tiện để cho anh em đi show chậm. Đấy, các bác một xô các bác cứ chọn, các bác cứ từng ngồi các bác bày hòa, các bác chỉnh theo ý các bác là 10 cái chế độ này là thoải mái dùng luôn rồi. Em hát một chút cho các bác nghe. Đây, con bàn mixer này là con bàn Spirit của Anh Quốc các bác nhé. Con này là con Ultra Mix cộng. Đấy, những cái bàn này nó không có effect bắt buộc các bác phải ghép với lại effect rời nhé. Đấy, nghe cái tiếng mix của nó rất là tuyệt vời luôn. Khi mà em bây giờ em tắt thử cái echo với phát. Em tắt thử echo phát thì nghe cái giọng em nó rất là chua luôn. Đấy, nghe nó rất là chua, không muốn nghe nó luôn. Đấy, như trên cái bàn này em đang pha này thì em nghe nó cảm thấy nó rất là ok. Đấy, tiếng gì vật của nó đậm. Đấy, tiếng nào pha thêm một chút echo nữa, nghe nó hát nó rất là sướng luôn. Lần 1, 2 hát trên mixer này thì nó làm tiếng mic của mình nghe rất là thật các bạn, nghe rất là chuyên nghiệp. À,
Đây, những cái bộ sâu nhỏ nhỏ mà mình chỉ cần quan tâm đến chất âm thôi, thì những cái bộ 8 line này, những cái bàn 8 line này rất là nhỏ gọn, hiệu quả luôn. Em đẩy nhạc lên nhé. Đây, 1, 2. Cà phê sáng với tôi được không? Chơi với qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng? Đêm mới đã ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề bản tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Cái khoác nghe có ok không ạ? Con này con cũng đang vừa cài xong, bây giờ chiều nay cho lên đường đến khách đây. Đấy, nó xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.